Trung Đô, từ Nam Chí Bắc, thiên hạ đệ nhất thành. Đám tạp chủng các người, chạy trốn cũng thật nhanh. Ha ha, dốc sức mà chạy đi đừng để ta bắt được, nếu không các ngươi sẽ thảm lắm đó. Đừng quậy nữa, để bọn chúng chạy xa rồi thì phiền lắm đấy. Các vị huyết thị đã bị ả à ta nhốt lại. Đậu xanh. Tú lệ, ta giết tên lắm miệng kia, không sao chứ. Ngươi giết bọn chúng làm gì? Giáo chủ giữ lại tính mạng của chúng vì khiến chúng khuất phục, trở thành nô lệ của chúng ta ta đương nhiên biết dụng ý của giáo chủ có điều không giết nhuệ khí của bọn chúng khó mà giải được mối hận trong lòng ta được rồi có điều chỉ một tên thôi đấy nếu ngươi dám giết nhiều ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo lên ô giáo chủ biết ngươi và ô giáo chủ tình cảm không tệ nhưng cũng không cần lấy hắn ra áp chế ta giết kẻ nào thì tốt đây ừm con bé này đi Ta thích nhất là giết nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Vũ Tiên, sinh tử cứ theo thiên mệnh đi. Tên chột mắt tiến tới phía đám người huyết thị. Nơi bọn chúng tới chắc là nơi tiểu công tử đi. Các người đến chỗ đó nhất định phải dốc sức tìm được tiểu công tử, để cậu ấy thay ta và các huynh đệ tỷ muội đã mất báo thù. Nữ nhân đó, ngươi có gì ngôn gì thì mau nói đi, cho ngươi thời gian 10 nhịp thở đấy. Ức hiếp người quá đáng, ta liều mạng với bọn chúng nếu chết thì cùng chết dù sao chúng ta cũng không thể mở mắt nhìn cô bị giết được vũ tiên đã bị hắn khống chế để các ngươi biết sự cách biệt giữa siêu phàm cảnh và nhập thánh cảnh ta muốn giết các ngươi chẳng qua chỉ như bóp một con kiến thôi vũ tiên bị khống chế lên không trung cô ấy hét lên đau đớn đột nhiên lão chột bị cắt bay mất cánh tay kẻ nào vũ tiên ngươi vũ tiên hướng ánh mắt về ba bóng người tiểu công tử vũ tiên không sao chứ tiểu công tử không cần lo lắng vậy thì tốt người tới là kẻ nào vừa rồi chính ngươi nói siêu phàm cảnh không thể đọ với nhập thánh cảnh nhì phải dám hỏi các hạ là ai vì sao lại cố ý động thủ đả thương ta ta không cần phải nói tên ta cho một kẻ đã chết đâu nhỉ các hạ cũng cùng vọng quá đấy gặp thời hành sự nữ nhân đó giao cho hai người các cô Tên nam nhân này do ta xử lý. Chủ thượng yên tâm. Lệ Dung tốc biến tới à ta. Nhập Thánh cảnh tầng 3. Lão chuột vừa bay đi Mên đã tốc biến tới trước mặt. Mới siêu phàm cảnh tầng 3 ư? Tiểu tử thối. Hắn ta lao tới muốn túm cổ Mên, đã bị chân nguyên của Mên thiêu cháy. Kinh mạch của ta. Mên sử dụng võ khí. Hắn ta vừa chạy vừa mắng Mên là quái vật. Đừng chạy chứ ngươi không phải nhập thánh cảnh sao sợ một kẻ siêu phàm cảnh như ta làm gì tới đi đem bản lĩnh của ngươi đều triển khai đi tiểu gia hôm nay liền để ngươi nếm thử siêu phàm cảnh giết nhập thánh cảnh một thế nào mà nó lão tử liều với ngươi lão chột lấy ra một chiếc chuông bí bảo thượng phẩm linh cấp bí bảo của hắn đang văng ra những giải năng lượng chẳng qua là bí bảo thượng phẩm linh cấp Mên lao thẳng tới một đấm vào ngực hắn. Khiến lão trột thổ tiết. Ô chính, ngươi gọi ai cũng vô dụng, hôm nay ngươi chết chắc. Tiếp đó mên bán hành cho hắn ta. Chốt hạ bằng một đấm giữa ngực. Chết đi, thân xác hắn đã dần dần tan biến. Chủ thượng, nữ nhân này xử lý thế nào? Giết, rõ tha mạng. Dù có xin tha, Hàn Phi vẫn đóng băng cho cô ta nổ một cái tách. Người nào đang hành hung ở đây? giáo chủ của bọn chúng đã tới. Thánh chủ của cửu thiên thánh địa, ô chính, Dương Thánh chủ, đã lâu không gặp. Không biết Dương Thánh chủ sao lại đến chỗ này. Lại có từng nhìn thấy hai người cửu húc và yêu ly, lúc nãy ta nghe thấy tiếng của cửu húc. Bên này lại mới phát ra dao động của tranh đấu, có phải là Dương Thánh chủ? Nếu ngươi nói là tên nam nhân một mắt và một người phụ nữ trung niên thì họ đã chết rồi. Chết rồi, sẽ không phải chết ở trên tay Dương Thánh Chủ chứ. Nói đúng rồi. Tại sao ngươi phải giết họ? Bọn họ và Dương Thánh Chủ lại không có thủ oán gì. Hôm nay không những họ phải chết. Ngươi cũng phải chết. Dương Thánh Chủ đây là có ý gì? Ô mỗ nào có chỗ nào đắc tội với ngươi? Ngươi còn muốn đắc tội ta? Nói đây là nhà ta. Ngươi hô hoán bằng hữu tới đây, ức hiếp người nhà ta. Tiêu rồi ô chính chuồn vội. Lão ta sử dụng chân nguyên cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Hàn Phi. Lệ Dung, đem mấy người mà ô chính dẫn tới thanh lý một lần đi. Rõ, tiểu công tử. Mọi người đều có chuyện muốn hỏi mên. Không sao rồi, về rồi nói. Lát sau Lệ Dung đã diệt hết đám người, đang vây bắt mọi người của Dương gia. Mên cũng đã về tới nơi. Khai Nhi, Nương, Khai Nhi lại lớn thêm rồi. Nương, được rồi, được rồi, nhiều người đang nhìn kìa hóa ra là mẫu thân của chủ thượng được rồi mọi người còn đang chờ bà ôm khai nhi không buông như vậy còn ra thể thống gì nữa ta quản bọn họ chắc đây là con trai ta cha ừ làm tốt lắm đợi đến tối gia đình chúng ta trò chuyện tiếp vâng cửu đệ cuối cùng đệ cũng về rồi ha 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 nhị ca gia chủ này làm thế nào rồi không ở nhà thì không biết gạo dầu đắt mà. Trước đây nhị ca suy nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, dù nói gì ta cũng không tham gia đoạt đích chiến. Ha ha ha. Vào trong rồi nói, huynh đệ chúng ta đã lâu không đoàn tụ rồi. Mên tiến vào bên trong đã gặp lại lăng thái hư. Sư công, khúc cao nghĩa. Tiểu công tử. Sư công, hai người thế nào rồi, không sao chứ. Để ta trần mạch, thất lễ rồi. Không đáng ngại, chỉ là bị người tên ô chính đánh một trưởng. Vẫn may hắn không có ý lấy mạng của chúng ta. Bị thương không nhẹ, nhưng không có vấn đề về tính mạng. Cũng may, với tay nghề chữa trị của mình bây giờ không phải chuyện khó. Sư công, uống viên mai đan dược này xuống. Dược hiệu thật mạnh. Hôm khác nói chuyện tiếp, chúng ta đi luyện hóa dược hiệu trước. Được, sư phụ, ta dìu người. Lăng Tiền Bối vì cứu bọn thuộc hạ ra nên mới bị tên đó đả thương. Khúc Cao nghĩa kiên quyết muốn ở lại, cùng Lăng Tiền Bối tạo cơ hội cho chúng ta. May mà tiểu công tử kịp thời xuất hiện, mới không lãng phí công sức của họ. Không cần để chuyện đó trong lòng, sư công nếu đã làm như vậy, chắc chắn đã suy xét kỹ. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá, hai người họ tính mạng không đáng ngại. Vào cả đây ngồi xuống nói chuyện. Lát sau mọi người đã tụ họp đầy đủ, nhị ca lần này gia tộc ta có tổn thất gì không tổn thất lớn nhất chính là huyết thị đường lúc đám người đó đến chúng ta căn bản không biết thực lực của bọn chúng lại mạnh như vậy huyết thị đường đường chủ phong thắng phó đường chủ chu phong đều đã hy sinh toàn bộ huyết thị đường cũng bị đánh cho tan tác quy lễ tiêu thuận la hải phó thông đều chết cả lão cửu thủ đoạn của ô chính cực cao thực lực của lão kinh thiên động địa người mà đệ mang đến thật sự có thể địch lại lão sao đúng vậy ta chưa từng nghĩ tới trên thế gian này còn có người lợi hại như vậy về rồi hàn phi đã quay trở lại với trên người còn dính lại tiết của tên ô chính chủ thượng mệnh lệnh đã được hoàn thành vất vả cho ngươi rồi chết thật rồi sao chết thì tốt lão cửu vị phu nhân này là là thuộc hạ của chủ thượng thuộc hạ vị phu nhân này lợi hại như vậy, sau này dương ra chúng ta không sợ bị người khác ức hiếp nữa. Đúng thế lão cửu, lần này về có phải là sẽ không đi nữa không? Mên lắc đầu. Khai nhi con vẫn phải đi nữa sao? Con còn phải đi. Nhưng lần này muốn đưa mọi người cùng đi. Cùng đi. Đúng vậy, con hy vọng mọi người có thể từ bỏ trung đô. Cùng con đến thông huyền đại lục. Trước đây Dương gia ta xưng vương xưng bá ở nơi này đứng đầu cả bát đại gia cũng là thế lực lớn nhất nhì trong thiên hạ nhưng hiện nay thế cục thay đổi rồi thông đạo giữa thế giới bên này và thông huyền đại lục bên kia đã mở lần này là ô chính sau này có thể sẽ là kẻ khác mọi người tiếp tục ở lại trung đô sẽ không an toàn nếu như vậy thì nên tính toán một chút rồi đấy dương chiếu suy ngẫm hồi lâu mọi người đều lo lắng về tranh lệch tu vi dựa vào sức của chúng ta có thể bình an sinh sống không không phải nhị ca tự coi nhẹ mình nhưng sau khi trải qua sự việc lần này mọi người đều thực sự ý thức được tầm mắt mình thiên cận và giới hạn của bản thân hơn nữa chỗ ở cũng có thể ở bên đó ít nhiều đệ cũng có chút phân lượng cũng có thể đứng ra nói vài câu đệ sớm đã tìm được chỗ ở rồi chuyện này mọi người đừng lo lắng còn vật tư tu luyện thì sao ở đây chúng ta có thể tìm kiếm nhưng sang bên đó cuộc sống lạ lẫm, muốn tìm chút vật tư tu luyện sợ là không dễ nhỉ. Bây giờ thứ đệ không thiếu nhất là vật tư tu luyện. Linh thạch nhiều đến mức dùng không hết, các loại dược liệu linh cấp thánh cấp, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Đảm bảo sang bên đó mọi người muốn có gì thì có đó, tuyệt đối không phải lo sầu vì vật tư tu luyện. Tiểu công tử, linh cấp thuộc hạ đã từng nghe nói rồi, còn thánh cấp là đẳng cấp gì vậy? Trên cả linh cấp vậy tinh thạch là cái gì vật này chính là tinh thạch vũ tiên đón lấy tinh thạch mên ném cho ôi trời ơi bên trong thứ này hàm chứa nhiều năng lượng quá hơn nữa hình như có thể trực tiếp hấp thụ chuyển hóa thành chân nguyên bản thân lúc chiến đấu nếu có thứ này phục hồi có phải là rất nhanh không thiên địa linh khí bên đó cũng không phải ở đây có thể bàn tán được năng lượng của bất kỳ nơi nào đều dồi dào hơn động thiên phúc địa ở bên này cho nên võ giả bên đó tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn bên này rất nhiều đương nhiên ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể theo ta đi đến thông huyền đại lục một chuyến nếu có người không nỡ rời nơi này thì không cưỡng cầu thu ra ta đi theo công tử không biết tiểu công tử có nguyện đưa theo bọn ta không thu ra gia chủ đến rồi mỹ nữ lâu rồi không gặp đúng vậy lâu rồi không gặp lạc cô nương thu ra ta đi cùng ngươi tiểu công tử có muốn đưa thêm nhiều người bọn ta hơn qua đó không? Chuyến đi này của ta vốn dĩ là chuẩn bị đưa Dương ra qua đó, cô đồng ý thì đương nhiên quá tốt rồi. Hừ, coi như ngươi còn có lương tâm. Nghe nói khai thiếu quay về rồi, có phải không vậy? Khai thiếu ở đâu cơ? Huynh đệ ngươi về rồi, thu ức mộng nhớ ngươi chết mất. Hoắc tinh thần, ta xế mồm ngươi ra. Huynh đệ ta cũng nhớ ngươi. Hay lắm, hơn 10 năm không gặp, ngươi đã gầy đi nhiều vậy rồi. Tu vi sao cũng tụt lùi nhiều quá vậy. Mấy cô gái bịt miệng mà cười. Khai thiếu ngươi không biết đâu, ngày tháng sống sót của ta khổ sở lắm. Sau khi ta tiếp nhận chức vị gia chủ, những trưởng bối kia đã lấy đi quyền giáo huấn trước đó của cha ta. Sớm đã bắt đầu sắp xếp hôn sự cho ta. Những năm nay, hoác gia vì hoác tinh thần nên đã tìm kiếm mười mấy đại gia khuê tú. Hoắc đại gia chủ ngày ngày cố gắng nỗ lực để thêm phần hương hỏa cho Hoắc gia. Ngày nào cũng mệt chết, tu vi không tụt lại mới là chuyện lạ. Ta đó là bị ép mà, ta cũng không muốn. Nén bi thương. Sau đó, các gia chủ của bát đại gia cũng đã tới. Dương công tử, bọn ta đến rồi. Rời khỏi trung đô sao? Thứ cho ta không thể trả lời ngươi bây giờ được, ta phải quay về bàn bạc kỹ càng với các trưởng lão rồi mới quyết định bọn ta cũng vậy nhị ca người của trưởng lão điện bàn bạc chút đi mau chóng cho ta câu trả lời ta sẽ ở đây một khoảng thời gian ngắn còn phải đi gặp bạn bè của ta không cần bàn bạc đâu lão cửu nếu đã sắp xếp cả rồi dương gia ta đương nhiên sẽ đi theo đệ được vậy mọi người hãy nhân thời gian này chuẩn bị đồ đạc đi mang theo thứ quan trọng nhất của mình đi là được vậy ta quay về thông báo với cha để người trong gia tộc mau chóng đi sắp xếp. Bọn ta cũng nhanh chóng đi sắp xếp đây, như lão cửu nói, mọi thứ giản lược. Chủ thượng, thuộc hạ đợi ngài ở ngoài điện. Thu tỷ tỷ muội cũng ra ngoài đây. Sao mà nhìn trang phục và bộ dạng của ngươi, hình như là vẫn chưa xuất giã hả, tuổi cũng có còn nhỏ nữa đâu. Đợi huynh đó. Chưa có đùa nữa. Tên cầm thú này. Ấy, lúc ấy còn chưa hiểu chuyện, tuổi trẻ ngông cuồng ước mộng tiến tới khóa miệng mênh lại sau đó là tiếng hét vang lên ui ra đây chỉ mới là chút lãi nhỏ đợi qua đến bên kia rồi ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đấy thu tỷ tỷ đợi muội lệ dung và hàn phi cố gắng nhịn cười cười đi chẳng qua là bị nữ nhân cắn cho một miếng thôi chứ gì vị cô nương đó thực sự cũng tốt mà nếu xuất thân từ thông huyền đại lục thì bây giờ tu vi của cô ta nhất định cũng không quá thấp phải đó vùng thiên địa này gò bó sự phát triển của bọn họ. Cho nên ta muốn đưa họ đi để trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn. Thế giới này quá bé nhỏ, bên đó tuy có nhiều nguy hiểm hơn, nhưng cũng có điều kiện tốt hơn. Hai người tạm thời ở lại dương ra trong chừng nơi này để tránh xảy ra chuyện gì bất chắc. Chủ thượng muốn đi đâu? Ta còn hai nơi phải đi một chuyến, tiện thể cũng đi thăm bằng hữu luôn. Vậy để thuộc hạ đi theo ngài, hoặc để hàn phi đi một mình ta là được rồi vấn đề an toàn không cần lo lắng vậy chủ thượng đi đường cẩn thận nói với cha nương ta một tiếng cứ bảo sau này ta còn nhiều thời gian ở bên họ cảnh chuyển tới dược vương cốc vân ẩn phong nguyện vọng cả đời của tiêu đại sư là luyện chế một viện đan linh cập đi đến bên đó với tài nguyên của bên đó với thủ đoạn của đại sư không phải là việc khó tiêu đại sư bọn họ năm đó đã cho ta tài nguyên tốt nhất là lúc phải báo ơn rồi. Hương Di, Lan Di, ngươi là, Dương Khai, bao nhiêu năm không gặp, suýt nữa là không nhận ra rồi. Đúng thế, cứng cáp hơn trước nhiều rồi, lúc trước tướng tá ngươi chẳng ra làm sao cả. Vào trong ngồi đi, vâng, không có gì để tiếp đãi cả, mong ngươi đừng chê cười. Lan Di khách khí rồi. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng Lan Di và Hương Di chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung như xưa lừa được không ít tiểu cô nương rồi nhỉ miệng lưỡi quá chỉ biết nịnh hót thôi nghe nói mười mấy năm trước ngươi đã rời khỏi trung đô không biết đã đi đến đâu nay trở về rồi vâng mới về được mấy ngày bình an trở về là tốt rồi trước đây đại sư vẫn hay nhắc đến ngươi lắm nói nhà ngươi rõ ràng tinh thông thuật luyện đan nhưng cứ tỏ ra không biết gì cả năm đó lúc đến đây đại sư cũng bị ngươi lừa chót lọt ha ha năm đó ta thật sự không biết gì thật mà đại sư đâu sao không thấy người đâu cả lại đang bế quan luyện đan sao nhắc đến tiêu đại sư hai người im lặng hai người họ buồn không nói nên lời chẳng trách đại sư hắn năm năm trước hắn đã tạ thế rồi đại sư hắn tâm nguyện đã thành bảy ngày trước khi hắn đi đã dùng chút hơi thở cuối cùng để luyện chế ra viên linh đan này một viên linh đan được cất giữ trong chiếc hộp đại sư đi rất thanh thản. Vậy nên chúng ta cũng không cần đau lòng vì hắn. Nhưng mà đại sư đã nói, linh cấp không phải trí cao đỉnh phong của luyện đan sư, trên linh cấp chắc chắn vẫn còn phẩm chất cao hơn. Hóa ra tiểu đại sư. Đại sư chôn cất ở đâu? Đi theo ta đi. Chiếu theo di nguyện trước lúc đại sư lâm chung, thi cốt của đại sư sau khi hỏa táng, đã giải xuống sông. Vậy nên nơi này không có thi cốt của đại sư mà là vài món đồ lúc hắn còn sống. Đệ tử ký danh ngươi đây có thể đến thăm hắn, nếu như đại sư biết, chắc chắn sẽ. Sẽ rất vui. Là việc ta nên làm. Nửa ngày sau. Hai vị không suy nghĩ thêm sao, không chừng nơi đây sau này sẽ không an toàn. Thế gian này đã liên thông với một nơi gọi là thông huyền đại lục rồi. Không cần đâu, cả đời này chúng ta đều sẽ sống ở đây, không muốn chuyển đến nơi khác. Hơn nữa, đại sư cũng ở đây, nếu như chúng ta đi mất, ở đây chỉ còn lại một mình hắn. Phần lòng tốt này của ngươi, chúng ta đã thấy vui rồi. Vậy sau này khi nào ta rảnh, sẽ về thăm các ngươi. Đúng rồi, nếu như thật sự có người dám tới đây gây phiền phức, các ngươi cứ nói tên của ta ra, có lẽ sẽ có chỗ dùng. Biết rồi, hai vị bảo trọng. Ngươi cũng phải cẩn thận mọi chuyện, đừng quá cậy mạnh háo thắng. Mên cất viên linh đan mà tiêu đại sư để lại, cảnh chuyển tới phiêu hương thành. Cũng không biết lát nữa có thể nuốt xuống được không. Hơn nữa còn biết vuốt mặt không nể mũi, không thể không phòng mà. Mên tiến tới một nơi nào đó dừng lại trước một lão già. Lão ta không nhận ra Mên là ai. Chỉ ngáp một cái rồi ngủ tiếp, không thèm quan tâm. Ảnh vương, xin chào. Lão ta nhận ra điều gì đó liền chạy vội. Mên bảo ông có chạy đằng trời. Tên nhóc này là... Người đâu? Này, này này, Mên đã chặn trước mặt ông ta. Ngươi, Mên cho ảnh vương ăn một đấm không nói nhiều. Lão ta đau vẫn cố cười. Tiếng gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Gã trên trời đó chẳng phải là tên ăn mày trước hành cung của nữ vương đại nhân. Tên thanh niên đó là ai vậy? Lợi hại thế. Tiểu tử dương gia, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết cùng ta ư. Ta chỉ hiếu kỳ, Đường đường là thi ma lại giả ma lại ăn vận như ăn mày chui nhủi ở phiêu hương thành, để làm gì? Thiểm điện ảnh vương, không phải chứ. Tên ăn mày đó mà lại là thiểm điện ảnh vương. Tiểu tử dương gia Ta đã không còn là thiểm điện ảnh vương gì đó, cũng chẳng còn đối địch với bát đại gia trung đồ. Mấy năm qua ta chỉ kiếm ăn ở nơi này, cơ sao ngươi còn ép người như vậy? Vậy ngươi che giấu thân phận nấp trước hành cung của phiến khinh la làm gì, có phải muốn làm hại cô ta không? Làm hại cô ta? Ngươi hiểu lầm gì đó phải không? Ta có thể dừng lại trước hành cung của cô ta là do cô ta đồng ý. Mên dùng xích chói lão ta lại. Cái này là gì vậy? Nếu sự thật không phải như vậy thì hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ngươi không gặp được đâu, cô ta không còn ở phiêu hương thành nữa rồi. Không còn, cô ta đi đâu? Trong hành cung vẫn còn vài người, ngươi có thể đến hỏi bọn họ. Được, mẹ nó đây là loại người cường đại đến mức nào vậy giơ tay nhấc chân thôi mà có thể dễ dàng trói chặt một vị tà vương như vậy thật hay giả thế dương công tử ảnh vương sao ngài lại phiền ngươi giải thích với tiểu tử dương ra này có phải chủ nhân các ngươi đồng ý cho ta ở lại phiêu hương thành hay không nói thật đi không cần phải sợ hắn dương công tử quả thực đúng là nữ vương đại nhân đã đồng ý cho ngài ấy ở lại nơi này làm chân hộ vệ trước hành cung đại nhân rời đi nhiều năm như vậy cũng nhờ ảnh vương âm thầm canh chừng toàn bộ phiêu hương thành vậy mới giúp nơi này không xảy ra đại loạn vừa rồi ngươi nói phiến khinh la đã không còn ở phiêu hương thành từ lâu rồi cô ta đi đâu nhẹ tay nhẹ tay thôi đại nhân đi đâu bọn tiểu nhân cũng không biết có điều trước khi đi hình như người đã nói với ảnh vương chắc ảnh vương cũng biết ít nhiều gì đó. Ấy, phiến khinh la bảo là đi tìm ngươi, nhưng không nói cụ thể là đi đâu. Tìm ta, cô ta hẳn phải biết ta không có ở Trung Đô, sao lại đi tìm ta? Lời nói cuối của cô ta trước khi đi rất kỳ quái, hình như có nhắc đến thế giới cao hơn nào đó. Tương tự những lời mà Dương Bách nói năm xưa. Cô ta đi từ bao giờ? Khoảng hai năm sau khi ngươi mất tích thì cô ta cũng rời đi cô ta còn nói nội thể ngươi có truy hồn ấn của cô ta chỉ cần tìm đến thế giới mà ngươi hiện hữu muốn tìm ngươi cũng dễ như trở bàn tay bích lạc đâu cũng đưa theo rồi những gì ta biết ta đã nói cả rồi hôm nay đã rơi vào tay ngươi muốn chém muốn giết thì tùy ngươi cút đi ta không có hứng thú giết ngươi hả coi thường nhau thế còn không mau cút ta đường đường là ảnh vương trước khi phiến khinh la đến xào huyệt của chu mẫu hình như cô ta đã phát hiện ra điều gì, cáo tử. Ông ta rời đi ngay sau khi nói xong câu đó. Sao huyệt của chú mẫu? Dương công tử. Ngươi muốn đi tìm nữ vương đại nhân sao? Ừ, nghĩ hẳn đã không còn từ lâu nữa rồi. Đi xem đi, không chắc cô ấy còn ở đó đâu. Vậy Dương công tử đi đường cẩn thận. Đại nhân của các ngươi đã không ở đây, các ngươi còn ở đây làm gì? Vậy còn có thể đi đâu? lấy bộ dạng và thực lực của bọn ta ở bên ngoài sẽ gặp phải chuyện gì chắc hẳn công tử cũng rõ ta đem các ngươi đi các ngươi có đi không ba cô gái nhìn nhau được thôi sau này nếu như công tử có liên lạc được với nữ vương đại nhân thì chúng ta cũng có thể tiếp tục phục vụ nữ vương đại nhân rồi thế các ngươi thu thập đồ đạc ta sẽ nhanh chóng trở lại cảnh chuyển tới hang ổ của nhện mẫu trước đây chưa từng nghĩ kỹ tượng đá to như vậy từ đây mà tới mấy con yêu thú kia không thể nào tạo ra tượng đá như thế này e là đã có lịch sử trên ngàn không trên vạn năm rồi cũng không biết nơi này đã bao lâu không có người đến mê nhận thấy có điều gì đó bất thường máu là dấu tích của phiến khinh la và bích lạc sao xem ra tế đàn này là do sức mạnh hư không phá hỏng nửa ngày sau bọn họ là ra là thế vậy để ta sắp xếp chỗ ở cho bọn họ Vậy chúng ta đi trước đây. Dương Khai, ngươi về rồi. Biểu ca, lâu rồi không gặp. Biểu ca, hơn 10 năm không gặp, huynh đẹp trai hơn nhiều đó. Miệng nhỏ ngọt thật nha. Vậy biểu ca có thưởng gì không? Bị hỏi bất chợt nên có chút luống cuống. Ừm, cho muội cái này nhé. Nhớ phải thật trân trọng nó đấy, là bảo bồi đó. Mên lấy thủy tinh thạch bình thường ra bịp đồng khinh yên. Bên trong chứa một năng lượng cực đại, có thể hấp thụ thăng lên thẳng chân nguyên cho dù là dùng để hồi phục hay tu luyện đều đem lại lợi ích rất lớn món đồ này thật tinh tế và xinh đẹp giống như một viên bảo thạch vậy thật sự cho mùi sao đồ đã tặng chẳng nhẽ còn lấy lại sao lệ dung và hàn phi không nhịn được cười cảm ơn biểu ca tiểu muội đi chỗ khác chơi đi để ta và dương khai nói chuyện hừ tỏ vẻ thần bí chắc không có chuyện tốt gì nghe nói đệ sắp đưa Dương ra đến một nơi gọi là thông huyền lục địa. Ừ, đồng gia huynh định thế nào? Cha nương đệ chắc cũng đã truyền tin cho nhà huynh rồi chứ. Ừ đồng gia hiện đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cùng Dương ra rồi. Có điều việc này đáng tin không? Không đáng tin thì đệ bảo cả gia tộc đi theo làm gì. Đệ cũng đâu phải kiểu người không biết tính toán. Điểm này thì ta tất nhiên biết rồi, chỉ là... Đột nhiên phải tha hương, đi đến một nơi không biết tên không khỏi sinh hoang mang đó mà dần dần sẽ quen thôi năm đó khi đệ đến nơi cũng chẳng biết gì có điều ở đó thú vị hơn cơ hội và kỳ ngộ nhiều hơn thích hợp với những người trẻ tuổi ha ha ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi có điều thu ước mộng cũng đã chọn đi theo đệ vậy thì việc này nhất định không vấn đề gì nói một câu không dễ nghe cho lắm ta tin mắt nhìn của thu đại tiểu thư đó hơn Dương gia định khi nào xuất phát. Càng nhanh càng tốt, đường đi xa lắm, thông huyền đại lục rộng lớn, vượt xa sự tưởng tượng của các huynh. Thế này, huynh truyền tin về, bảo họ thì chuẩn bị xong đến lăng tiêu các. Ta sẽ đưa Dương ra đi ngang qua đó, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Được, ta đi lo liệu đây. Ngày thứ hai. Mạnh huynh, chúng ta chọn ở lại đây liệu có đúng không? Ở lại đây có đúng hay không ta không biết, chỉ là mấy nhà chúng ta không có nhiều giao tình với dương gia nếu theo hắn đến đó cũng chưa chắc sẽ tốt hơn bên này nếu hắn có tài nguyên hay thứ gì tốt chắc chắn sẽ ưu tiên cho dương gia thu ra và hoác ra mạnh huynh nói không sai chính vì lo ngại chuyện này chúng ta mới từ chối lời mời của hắn ta nghĩ hắn cũng có thể đoán ra mỗi lo của chúng ta nên cũng không cố thuyết phục có phải chúng ta nghĩ nhiều quá rồi không nơi đó đã là một nơi tốt hơn với tư chất của mấy gia tộc chúng ta, chắc Dương Khai cũng chẳng để mắt đến đâu nhỉ. Nói không chừng lần này hắn mời chúng ta đến đó, chỉ là thuận miệng chăng. Nghĩ nhiều thì cứ nghĩ nhiều đi, giờ cũng đã từ chối rồi. Liễu Huynh, Huynh nghĩ sao? Ta không nghĩ gì cả. Mười dặm ngoài thành trung đô. Khai thiếu, mặc kệ những người đó luôn sao. Họ không muốn theo ta, ta cũng đâu thể cưỡng cầu. Nhân các hữu mệnh, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Phải đó, đây là lựa chọn của họ, huynh lo làm gì? Cũng không phải lo cho họ, chỉ là dù gì chúng ta cũng đã cùng sống ở trung đô nhiều năm như vậy. Đột nhiên phải đi, ít nhiều gì cũng có một chút luyến tiếc. Thôi, ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới họ nữa. Nào nào nào, Khai Thiếu, ta giới thiệu với huynh 15 tiểu thiếp và chính thê của ta. Họ đều rất có hứng thú với huynh đó cứ đòi ta giới thiệu diện kiến cho bằng được. Cái này thì miễn đi. Như vậy sao được, nếu huynh không đi gặp họ. Tối nay họ sẽ tìm ta tính sổ đó. Chủ thượng, ta biết. Hoắc huynh, thu ức mộng, hai người đưa người đi tiếp, ta đi đây một lát rồi sẽ theo sau. Lệ dung hàn phi, đi theo ta. Khai thiếu làm sao thế? Không biết nữa. Khai nhi đi đâu vậy? Hình như phát hiện ra gì đó sẽ không có nguy hiểm chứ bá mẫu yên tâm đi bên cạnh dương khai còn hai cao thủ bảo vệ mà con trai lớn rồi bà cứ quản nó suốt làm gì nó muốn làm gì thì kệ nó khai nhi tự biết chừng mực tôi lo lắng cho con trai tôi thì làm sao hả ở một nơi nào đó cách chỗ bên không xa đang có hai bóng người đang lướt đi là ma tướng mông qua ồ nơi này vậy mà đã có kẻ nhanh chân đến trước rồi hơn nữa còn là người trong ma tộc ta, không phải là câu xích đấy chứ. Không giống, nếu câu xích đến đây, chắc chắn sẽ hành động cùng chúng ta. Vậy ma tộc ta còn có đạt được mức tu vi này. Không đúng, còn có cả con người, khí tức của con người này. Sao ta lại cảm thấy có chút quen quen, hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Ta biết đó là ai rồi, là ai? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, vậy mà lại là mụ đàn bà đó. Nói rõ ra đi. Ngươi còn nhớ chuyện ta bị thương cách đây 2, 3 năm không? Ừ. Ngươi muốn nói, chuyện ngươi tự ý xâm nhập lãnh địa của con người, kết quả bị cường nhân bên đó đả thương à? Không sai, người động thủ với ta lúc đó chính là mụ ta. Rõ ràng ta là người trong ma tộc, lại phải cam nguyện đứng chung với con người, đúng là nỗi sỉ nhục lớn của tộc ta. Vậy hôm nay coi như ngươi có cơ hội rửa hận báo thủ rồi. Thực lực mụ ta không yếu lúc đó mụ chỉ có tu vi nhập thánh lưỡng tầng cảnh mà đã có thể đánh bất phân thắng bại với ta sao có thể chứ tốt xấu gì ngươi cũng đường đường là ma tướng một phương mụ ta không giống những người khác nếu ta không nhìn nhầm thì hẳn mụ là người của nhánh tộc đó tộc nào bộ tộc hầu hạ đại ma thần năm xưa ngươi xác định mụ là người của tộc đó ta đã giao chiến với mụ ta rồi mà còn không biết à chưa thần thông mà mụ ta thi triển vốn chính là ma thần biến mà năm xưa đại ma thần truyền cho bộ tộc đó bộ tộc đó thế mà vẫn còn huyết mạch tồn tại ngươi thấy hứng thú với mụ ta à ta không hứng thú với mụ ta nhưng mà có hứng thú với ma thần biến ta cũng hứng thú thế này đi chúng ta liên thủ bên đó có ba người hai người là di mạch của tộc đó và còn một tên con người hai người đó ta ngươi chia nhau mỗi người một tên còn về con người kia Ngươi cũng có hứng thú với con người. Tên loài người kia có gì đáng để ngươi chú ý vậy? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tên loài người đó năm xưa đào thoát khỏi xa thành ta, khiến bổn tọa rất mất mặt. Cho nên ta muốn đem hắn về tra tấn một phen, để giải mối hận trong lòng bổn tọa. Tùy ngươi vậy. Chỉ cần ngươi không gây hại đến lợi ích của ta là được, bằng không chớ trách ta không khách khí. Ồ, đến rồi, hướng về phía chúng ta, Lan cũng to đấy. Miên cùng Lệ Dung và Hàn Phi đã bay tới. Là Tuyết Ly. Có điều còn có một cao thủ, khí tức này hơi quen, sao giống như ta đã gặp ở đâu đó rồi. Chủ thượng, lát nữa ngài nhớ tự mình cẩn thận. Quả nhiên là ngươi. Tiểu tử loài người. Không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được ngươi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi không được may mắn vậy nữa đâu khẩu khí ghê gớm lắm ngươi là ai bổn tọa là thuộc hạ dưới trướng ma tôn ma tướng mông qua mông qua thảo nào mà quen thế hóa ra là ngươi ừ không nhớ ta à ngươi đã chém chết phân thân của nguyên năm xưa hóa ra là ngươi đúng là đi mòn gót tìm chẳng thấy hôm nay ta sẽ trả mối thù năm xưa để giải cơn căm hận trong lòng một trưởng đánh tới trước mặt ngăn cản hắn ta lại chúng ta đã phân rõ rồi tên này là của ta nếu người dám giết hắn ta thể tính sổ với ngươi hôm nay hắn nhất định phải chết không ai cản được ta nếu ngươi dám cản thì chớ trách ta không nể giao tình nhiều năm ngươi muốn giết hắn phải bước qua xác ta trước nghe bọn họ tranh nhau mên mà ba người cạn lời chuyện này lát nói sau đừng để người ta cười giải quyết hai ả này trước đi cũng đúng lần trước quá vội vã, không thể lĩnh giáo được. vậy hôm nay tiếp tục. lệ dung đã ở phía sau, cho tuyết ly một trường. tu vi của ngươi, nhập thánh tam tầng cảnh. này, đừng đứng xem không. mông qua cũng đang bị hàn phi khống chế, vậy mà lại phong đi sát khí của ta, cơ thể cũng lũ thối tha. tuyết ly biết không địch lại được hai người họ liền chuồn vội chạy thoát nhanh nhỉ. Không cần đuổi theo, chủ thượng, không sao, phía đó hình như là một nơi có tên là Đại Diễn Quốc. Chủ thượng, nơi này xuất hiện hai ma tướng, có khi nào là từ Không phải từ phía Lăng Tiêu Các. Thế giới này hẳn vẫn còn thông đạo hư không khác dẫn đến Thông Huyền Đại Lục. Hơn nữa nơi dẫn đến lại là Ma Cương. Với thủ đoạn của ma tộc nhân, e là nơi đó sinh linh đã đổ thán rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Lần này bọn họ tới, có lẽ chủ ý là đi Trung Đô, nhưng không ngờ nửa đường lại đụng độ chúng ta. Ăn một vố đau rồi, chắc bọn họ sẽ không tới Trung Đô nữa đâu. Chúng ta quay về trước đi. Vài ngày sau tại Lăng Tiêu Các. Vạn Hoa Cung, Bảo Khí Tông những bằng hữu của Dương Khai sau khi nhận được thông báo của Dương Khai. Đều tự dẫn các đệ tử trong môn tông đồng ý tới thông huyền đại lục tập hợp tại Lăng Tiêu Các. Ba người nhập thánh cảnh làm thầy, còn cả những đan dược mà ngươi luyện chế kia. Bọn họ đúng là hưởng hết phúc tám đời mà. Sao? Ngưỡng mộ tu vi của bọn họ à? Ngưỡng mộ có ích gì, tư chất ngay trước mặt này. Hơn nữa, tu vi của ta cần cao như thế để làm gì? Ta sau này lo việc nhà, chăm con, cả đời này cứ thế mà trôi. Không phải ngươi là loại nữ nhân dễ thỏa mãn vậy chứ? Ta rất dễ thỏa mãn mà, chỉ có ngươi là không thỏa mãn được ta thôi dừng đừng nói mấy lời bậy bạ này ta ngưỡng mộ bọn họ đó thì làm sao nhất là hồ gia tỷ muội kia trước đây tu vi của bọn họ còn trả bằng ta ngươi nói thật đi có phải đã đưa cho bọn họ thứ tốt gì mà không cho ta không lúc đầu vạn dược linh dịch không phải đều cho các ngươi rồi sao những linh dịch đó đã đủ để cải thiện tư chất của các ngươi rồi vậy vì sao bọn họ lợi hại như vậy bọn họ có cơ duyên của họ mà vậy tiểu tử kia của ngươi thì sao hắn cũng là người đến sau mà hắn cũng có cơ duyên của mình đến thông huyền đại lục sẽ cho ngươi một bất ngờ bất ngờ gì đến nơi là sẽ biết bây giờ đừng hỏi nhiều chăm chỉ tu luyện là được hừ nếu mà ngươi lừa ta ta khóc cho ngươi xem ma khí nặng quá mông qua tuyết ly chủ thượng sao thế nghe này nếu như lát nữa chuyển đến tiếng động đánh nhau từ bên đó thì lập tức sắp xếp người ở đây đến hư không thông đạo bên kia, một giây cũng không được trì hoãn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản tôn không mời tự tới, có chuyện cần thỉnh giáo Dương Thánh Chủ, mong Dương Thánh Chủ đừng trách. Đây là ai? Đột nhiên bọn Dương Khai bay lên kia là sao? Chuyện gì vậy? Chủ thượng, nhanh, cảm giác bí bách thật khủng bố. Đây là, các hạ có thể thu lại sắc khí không? Ngươi dạ bằng hữu của ta rồi. Dương Thánh chủ thứ tội, bản tôn tàn mạn đã quen. Không ngờ ở đây tụ tập nhiều người đến vậy. Thực sự xin lỗi. Mên suy nghĩ xem là tên nào của ma tộc. Trường Uyên, Dương Thánh chủ thật tinh mắt. Chốc lát đã nhìn thấu thân phận của bản tôn, khâm phục. Bản tôn chính là đương kim ma tôn. Trường Uyên, ngươi không chấn tọa ma cương, chạy đến nơi xa vạn dặm này làm gì? Ở đây không có thứ gì đáng giá để ngài tự mình đến đúng không? Bản tôn đã nói, tới đây là vì có vài chuyện cần bàn với Dương Thánh Chủ. Chúng ta có chuyện gì để bàn? Có đó. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện, Dương Thánh Chủ có thể tìm chỗ khác an tĩnh hơn không? Chủ thượng, cẩn thận hắn có âm mưu quỷ kế. Đừng đồng ý với hắn. Ta sẽ nói chuyện với hắn, xem bộ dạng hắn, hình như không giống tới để gây thủ. Mời vào trong. Làm phiền rồi. Mọi người đứng nhìn men bay đi. La sinh trưởng lão, chắc hẳn ngươi biết nhiều về chuyện này. Người vừa rồi là ai? Có vẻ như rất lợi hại. Dương Sư Huynh gọi người đó là Ma Tôn, Ma Tôn là cái quái gì vậy? Ma Tôn có thể nói là một trong những cao thủ lợi hại nhất thông huyền đại lục về phần Ma Tôn mạnh cỡ nào. Lấy ví dụ này đi, các người cảm thấy ta có lợi hại không? Dĩ nhiên rồi, ngươi là nhập thánh cảnh. Một trăm người như ta chống lại Ma Tôn đó thì cũng chết chắc đầu ngón tay của người ta có thể nặn ta thành cho bọn họ nghe vậy mà kinh hãi vậy chẳng phải khai nhi gặp nguy hiểm sao chưa chắc ma tôn lần này tới có vẻ như không phải muốn gây chiến lệ dung phu nhân cũng không kém có bà ấy hỗ trợ ma tôn chưa chắc có thể gây tổn thương tới thánh chủ cái gì ngươi nói là vị phu nhân kia công lực cũng ngang với ma tôn cảnh chuyển tới một phòng khách nào đó phúc địa à phúc địa nơi này có thể sinh ra người như Dương Thánh Chủ. Quả nhiên là phúc địa, bản tôn hận không thể sinh muộn nghìn năm để cùng Dương Thánh Chủ trở thành sư huynh đệ đồng môn, nâng cốc ngôn hoan, ngao du thiên hạ. Ma tôn, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, nơi này không chào đón ngươi. Hỗn sược, ma tôn đại nhân đích thân tới đây chính là vinh hạnh cho ngươi đó. Đấy là lão ta không mời mà tới, nơi này ta là chủ nhân, ta không thể đuổi ngươi được à. Ngươi, im miệng, Hình như Dương Thánh chủ rất cảnh giác với Bản Tôn. Nếu vậy, Bản Tôn cũng không lãng phí thời gian của ngươi nữa, sẽ đi thẳng vào vấn đề. Vị phu nhân phía sau ngươi, cho dù không bằng Bản Tôn, nhưng cũng không khác nhau lắm. Dưới trướng Bản Tôn có tứ đại ma tướng, mỗi người đều là nhập thánh tam tầng cảnh. Nhưng thủ hạ của Dương Thánh chủ cũng không kém, hai người chúng ta nếu làm to chuyện, đều không có lợi cho ai cả, ngươi nói có đúng không? Mên im lặng không trả lời ngay trước bản tôn nghe nói hai thủ hạ này của ta không mở to mắt đắc tội với dương thánh chủ là bản tôn không thể quản giáo hai ngươi mau tạ lỗi với dương thánh chủ chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không về sau không ai ghi hận nữa sao hai ngươi điếc hay là câm rồi hả không nghe thấy bản tôn nói gì à có cần bản tôn thay các ngươi xin lỗi không không dám ạ à. trước kia đã đắc tội kính mong Dương Thánh Chủ rộng lòng tha thứ. vậy mới đúng chứ, đã làm sai việc, ắt phải xin lỗi. được rồi, về sau mọi người cũng đừng thù địch lẫn nhau, ta còn muốn kết bằng hữu với Dương Thánh Chủ nữa. ta không muốn đâu. chẳng nề mặt chút nào, Dương Thánh Chủ làm thế không hợp tình hợp lý gì cả. Trường Uyên, đừng nhiều lời vô nghĩa, nói xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. xem ra Dương Thánh Chủ cũng đoán ra bản tôn tới đây là có chút mục đích khác ừ lần này ta tới đây chủ yếu muốn xác nhận một chuyện xác nhận chuyện gì ta muốn biết dương thánh chủ có phải là truyền nhân của đại ma tôn hay không cả bốn người có chút kinh ngạc a à, dương thánh chủ cũng không cần phủ nhận dù sao nếu ngươi rời khỏi nơi này về cửu thiên thánh địa thì bản tôn cũng không dám tự tiện xông vào lãnh địa của loài người vốn bản tôn chỉ có chút hoài nghi cho nên mới vội vàng tới xác nhận xem ra Dương Thánh Chủ quả nhiên phải rồi, tuyệt đối phải. Sao ngươi dám khẳng định như vậy? Vì sự trung thành của hai vị phu nhân này đối với ngươi. Trên tay ta có rất nhiều điển tích quý báu, trong đó ghi lại những nội dung không muốn cho người khác biết. Trong đó có một phần ghi chép chuyện về chi tộc hầu hạ đại ma nhân năm xưa. Hai vị phu nhân này đều là người cùng một tộc cổ ma. Nếu như bọn họ đã cam nguyện hiếu chung với ngươi, vậy thân phận của Dương Thánh Chủ đã rõ ràng rồi xem ra ma tôn đại nhân biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết đúng vậy ta biết ma thần đại nhân lại phong ấn cả tộc cổ ma và cả lý do vì sao lại lưu lại sức mạnh này cho truyền nhân của mình vì sao vì một thảm họa sắp ập tới đến thảm họa đó là gì ta cũng không biết được nhưng chắc chắn dương thánh chủ có thể hiểu những chuyện đến ngươi còn không rõ thì ta sao có thể thấu ở ma đô ta có một căn mật thất do ma thần đại nhân để lại mật thất đó cấm chế trùng trùng không ai có thể phá giải ngươi cũng không phá giải nổi ma thần đại nhân thủ đoạn thông thiên ta há có thể sánh kịp ta cứ cảm thấy tu vi của hắn đã vượt qua nhập thánh cảnh hoặc không chừng đã đạt đến một cảnh giới cao không thể tưởng ta không phá giải được nhưng có lẽ dương thánh chủ có thể tuy rằng ta không biết vì sao dương thánh chủ lại trở thành truyền nhân của đại ma thần nhưng nếu đã là truyền nhân của hắn vậy chắc trong tay ngươi sẽ có bí điển của ma thần đúng không nếu là sách thì ta chỉ có cái này thật sự là ma thần bí điển không sai xem ra tất cả có vẻ đều y như ta dự đoán có phải là ma thần bí điển hay không ta không biết lần này bản tôn tự mình đến cũng là đem theo thành ý mà đến dù sao chỉ cần thân phận truyền nhân của đại ma thần cũng đủ cầm quyền cả ma cương tin rằng chỉ cần cho ngươi đủ thời gian ngươi chắc chắn có thể đạt đến được đỉnh cao của đại ma thần dù có nói như vậy nhưng dương thánh chủ cũng đừng tham vọng quá nhiều ma cương trong tay bản tôn như bây giờ đương nhiên không lý nào ta lại giao một mảnh đại địa đó cho một nhân loại ta cũng không đánh chú ý lên ma cương thế là tốt nhất tất cả ma tộc đều là hậu nhân của đại ma thần thế mà đại ma tộc lại chọn ngươi chúng ta đã là người cùng mình rồi Vậy nên bản Tôn mong rằng sau này Dương Thánh chủ đừng đối đãi với chúng ta như địch nhân. Từ nay về sau bọn ta cũng sẽ không gây khi dễ cho ngươi, các ngươi cũng đừng gây phiền phức cho chúng ta. Đó là đương nhiên. Tuy rằng Dương Thánh chủ còn trẻ, nhưng làm việc quyết đoán, bản Tôn thích giao hảo với những người như ngươi nhất. Vậy chúng ta là bạn nhé. Dù sao không phải địch nhân là được. Vậy chuyện hôm nay nói đến đây thôi, nếu như sau này Dương Thánh chủ có rảnh thì hãy đến ma đô một chuyến để cho bản tôn tận tình tiếp đãi dương thánh chủ ở lại đi thong thả lệ dung có chút lo lắng đi thong thả ngươi thật sự tin lời trường uyên các ngươi thấy sao hắn đúng thật khá có thành ý nhưng chúng ta chẳng thân quen gì với hắn không thể hoàn toàn tin tưởng ta cũng nghĩ vậy ta thì ngược lại thấy hắn cũng khá tốt Thế có cần đi ma đô không? Đương nhiên phải đi. Mật thất của đại ma thần, chờ đó cho ta. Đừng có chen lẫn. Sau khi thông qua đi theo trưởng lão của chính mình. Tiêu giao thần giáo nghe đây. Ai không muốn chết lùi lại 50 dặm, nếu không kết cục sẽ như thế này. Thánh chủ, làm vậy có khiến nhiều người tức giận hay không? Thật ra chỉ cần dọn dẹp khoảng 10 dặm là được rồi. Đợi lát nữa người sẽ biết lão nhị bắt đầu đặt chân tới thông huyền đại lục. Nơi này chính là thông huyền đại lục ư. Không ngờ thiên địa linh khí nồng đậm như vậy. Bây giờ tu luyện võ đạo chắc chắn sẽ thăng cấp nhanh thôi. Dương Khai, hử, ừ, ước mộng chìa tay ra đòi quà của Mên. Làm gì? Thu ra các ngươi không phải nhóm thứ tư sao, sao gia chủ lại tự chạy tới trước rồi. Mấy hôm trước Huynh nói chờ đến bên này sẽ có quà tặng cho ta mà. Đừng nói là Huynh quên rồi nhé. Miên đang mông lung, lát sau mới nhớ ra. Ngươi yên tâm, đã chuẩn bị từ sớm rồi. Ngươi chuẩn bị đi. Mau lên mau lên. Bây giờ ta truyền một luồng thần lực cho ngươi. Thả lỏng đi, để nó lưu thông trong cơ thể ngươi. Được rồi, cảm nhận xem có gì đặc biệt không. Sức mạnh trong cơ thể đúng là đang nổi dậy. Hình như sắp đột phá rồi. Tìm một nơi thám ngộ huyền cơ đi trong phạm vi 50 dặm ở đây đều là nơi an toàn. Mê nhìn theo thu ước mộng. Thật là dễ lừa. Ước mộng tiến tới, đã thấy đám người lăng tiêu các toàn bộ sắp đồng loạt đột phá. Đây là, linh khí bên này đúng là mạnh thật. Chứ sao, Lý ca trong nhà bếp cũng đột phá thành công rồi. Cô ấy tức giận hết to, dương khai. Đây chính là quà huynh tặng ta. Hài lòng không, linh khí bên này mạnh lắm đó hài lòng thì hài lòng. Nhưng việc này đâu liên quan gì đến Huynh. Hài lòng là được rồi, đừng có so sánh. Huynh nhớ kỹ cho ta, Huynh chưa xong với ta đâu. Thánh chủ, có một đám người đang đến gần đây. Khi thế hung hăng, hình như có chút gì đó bất ổn. Là ai vậy? Thuộc hạ chưa kịp tìm hiểu, nhưng đối phương có một vị cao thủ nhập thánh cảnh. Đi xem, các người là ai? xin hỏi có phải là bằng hữu của tiêu giao thần giáo không? Tại hạ là phủ chủ Long Phượng Phủ, Trần Châu. Hôm nay đến có việc thỉnh giáo. Bọn ta là, người mình, Dương Tiền Bối, Tôn Ngọc thấy mên liền chạy tới. Dương Tiền Bối, Tôn Ngọc, bái kiến Dương Tiền Bối. Chào các ngươi. Tiểu tử ngươi tuổi trẻ non nớt, có tư cách gì làm tiền bối của người khác? Phủ chủ, vị Dương Tiền Bối này có đại ân với ta ngươi không được nói vậy với hắn là bằng hữu chẳng trách tại hạ có chút nhanh miệng không có ác ý đâu trần phủ chủ nặng lời rồi xin hỏi các hạ có phải là la sinh trưởng lão của cửu thiên thánh địa đúng vậy chúng ta từng gặp sao khó trách có chút quen mắt nửa năm trước tiêu mũ từng đến cửu thiên thánh địa cầu đan dược của đại sư lúc đó la sinh trưởng lão đang chấn tọa ở thạch trụ bên ngoài cửu phong kia ra là thế Long Phượng phủ các ngươi đến đó cầu đan. Phải, tiêu trưởng lão lúc về nói ở đó có rất nhiều người xếp hàng. Hắn phải đợi tận một tháng mới đến lượt, đan cầu được đều đưa cho ta dùng hết rồi. Nếu như sau này đi cầu đan lần nữa, cứ tìm ta nói thẳng là được, không cần xếp hàng chờ. Bọn họ ngơ ngác không hiểu. Cho hỏi ngươi có quan hệ với chủ nhân của cửu thiên thánh địa Dương Khai. Vị này chính là chủ nhân thánh địa ta. Bọn họ thêm một lần kinh ngạc nữa hóa ra là dương thánh chủ trần mỗ lúc nãy mạo phạm đắc tội với ngài mong dương thánh chủ tha thứ tiêu rồi tiêu rồi ta tiêu đời rồi trần phủ chủ không cần lo lắng ta coi như là bằng hữu của tôn ngọc đương nhiên sẽ không để ý đâu bằng hữu long hoàng không hổ là long hoàng thế mà lại kết giao được với người cỡ này sao các ngươi lại đến đây lần trước dương tiền bối nhờ ta điều tra tin tức nên ta đã bảo trong phủ luôn để ý đến manh mối tham thính được tiểu huyền giới bên này có tin tức dương tiền bối cần nên dẫn người đến đây ai mà ngờ dương tiền bối cũng ở đây ta cũng nghe được ở chỗ này cách đây không lâu vậy những người này đều là bằng hữu tốt của ta có nói gì đi nữa lần này cũng cảm ơn ngươi la sinh sau khi về nói với đại trưởng lão một tiếng bảo hắn sau này qua lại với long phượng phủ nhiều chút vâng đây trần châu lại thêm phần cảm thán tôn ngọc Trần Mỗ xin cảm tạ ý tốt của Dương Thánh Chủ, sau này Long Phượng Phủ nhất định nghe theo cửu thiên thánh địa. Khách sao quá. Đúng rồi, nếu các ngươi đã tới, vậy thì tiện thể giúp một việc đi. Mời Dương Thánh Chủ nói. Trần Phủ Chủ cũng thấy đấy, những bằng hữu của ta đây cảnh giới tu vi không đồng đều. Nơi này còn cách cửu thiên thánh địa rất xa, nói không chừng trên đường sẽ gặp phải gì đó ngoài ý muốn. Nếu như Trần Phủ Chủ đồng ý, có thể để người của viên phủ hộ tống ta một đoạn đường không? Đương nhiên, sau khi đến thánh địa sẽ có hậu báo. Dương tiền bối đừng khách khí với ta như thế, có chuyện gì người cứ nói thẳng là được. Dù sao chúng ta cũng tới rồi, vậy thì sẽ đi cùng người, còn về thù lao hay gì xin đừng nói tới. Phải, Dương Thánh chủ khách khí như vậy, vậy tức là khinh thường Long Phượng Phủ ta. Vậy thì làm phiền chư vị rồi. Đỗ Nhi, con quen Dương Thánh chủ từ lúc nào vậy? nghe giọng điệu của con, hình như đã học tập bên cạnh hắn một khoảng thời gian. Sao vi sư không biết? Ấy, khó nói lắm. Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, mấy nghìn người từ Đại Hán qua đây trùng trùng điệp điệp hướng về cửu thiên thánh địa. Trần Châu để ý tới hai chị em Hồ Nhi. Trần Phủ Chủ có phải phát hiện ra điều gì thú vị hay không? Ừm, cũng không phải chuyện lớn gì. Ta chỉ lấy làm lạ là hai cô nương phía trước, có vẻ giống nhau như đúc chẳng những thân hình dung mạo mà ngay cả sinh mệnh khí tức và sóng chân nguyên cũng vậy điểm khác nhau duy nhất chính là khí chất tự thân nếu không phải đã biết họ mới tới thông huyền đại lục ta cũng tưởng họ là người của tông môn nó kiều nhi mị nhi chuyện gì trần phủ chủ nghĩ họ đến từ tông môn nào song tử các không biết dương thánh chủ đã từng nghe qua chưa đương nhiên nghe qua ta còn nghe nói song tử các và quý phủ xưa nay có giao hảo ừ Hai bên bọn ta quả thực quan hệ rất tốt, tuy nhiên cũng không phải không có nguyên do. Hai bên nhiều thế hệ giao hảo, phải kể đến từ rất lâu trước đó. Long Phượng phủ và Song Tử Các đều là tông môn cực kỳ hùng mạnh vị thế ở lãnh địa loài người so với Cửu Thiên Thánh Địa hiện nay còn cao hơn. Chỉ là, sau khi hai thế lực mất đi truyền thừa cao nhất nên sau này dần suy sụp. Quan hệ hai bên vốn không tệ, lại đồng mệnh tương liên, mấy năm nay quan hệ càng thân thiết hơn long phượng phủ bọn ta còn đỡ hơn một chút tôn ngọc cũng không phụ lòng đã khởi động được long hoàng truyền thừa kế thừa long hoàng y bát chỉ cần hắn tìm được phượng hậu thích hợp long phượng phủ ta nhất định có thể tái hiện lại huy hoàng ngày xưa nhưng song tử các ây truyền thừa của bọn họ đến nay cũng không chút tin tức nào cả thế song tử các là tông môn như thế nào là một tông môn rất đặc biệt vì chỉ tuyển nhận huynh đệ tỷ muội sinh đôi cho nên các đệ tử ra ngoài đều là có cặp có đôi, chỉ tuyển nhận song sinh. Đúng, hơn nữa đệ tử của bọn họ cũng làm cho người ta có cảm giác rất giống với hai người. Sau khi tu luyện công pháp của bọn họ, khí tức, chân nguyên, sóng sinh mệnh của huynh đệ tỷ muội song sinh đều chuyển thành một. Tuy nhiên hai cô còn lợi hại hơn so với bọn họ, ta cũng nhiều lần tới song tử các. Gặp qua không ít các đệ tử của song tử các, ở điểm này, bọn họ không bằng các cô. Tiền bối người có biết bọn họ tu luyện công pháp gì không? Công pháp bọn họ tu luyện hình như có tên là đồng khí liên tri thần công. Tuy nhiên bị thiếu một phần rất lớn, dù đã được hậu nhân bù đắp, nhưng vẫn không thể tái hiện được vinh quang của các tổ tông. Đồng khí liên tri Tỷ tỷ, đó chẳng phải là công pháp chúng ta có được sao? Các cô có được. Tỷ muội ta cũng tu luyện, đồng khí liên tri thần công. Liệu có liên quan gì tới song tử các đó không? Sao lại không liên quan? Đó chắc chắn là truyền thừa song tử các bị thất truyền, không ngờ các cô lại có được, chẳng trách, chẳng trách mà khí tức của các cô lại giống nhau như vậy. Ngô Pháp Ngô Thiên mà biết được việc này, chắc sẽ kích động đến mất ngủ. Ngô Pháp Ngô Thiên. Hai vị các chủ của song tử các, chính là Ngô Pháp và Ngô Thiên, là hai huynh đệ song sinh. Cái tên này. Hóa ra bộ công pháp đó đến từ song tử các. Dương Khai bọn ta muốn. Trần Phủ Chủ Hai vị các chủ của song tử các đó đối đãi với người khác như thế nào? Về mặt tính tình, Dương Thánh Chủ cứ yên tâm, ta cùng bọn họ có giao tình nhiều năm, họ cũng là người thật thà. Đệ tử song tử các không nhiều, tổng cộng cũng không quá một nghìn người. Nên bọn họ rất an phận thủ thường, không làm việc gì thương thiên hại lý. Vậy thì không thành vấn đề. Hai vị cô nương này nếu có thể mang theo đồng khí liên chi công pháp hoàn chỉnh tới song tử Các, Ngô Pháp Ngô Thiên chắc chắn sẽ mừng tới phát điên. Không vội, Kiều Nhi và Mị Nhi cứ theo ta về Cửu Thiên Thánh Địa một chuyến trước đã, chờ tới đó quyết định cũng không muộn. Ừ. Trần Mỗ có thể truyền tin với Ngô Pháp Ngô Thiên không, thông báo cho hắn tin tức tốt này. Vậy thì phiền Trần phủ chủ rồi. Đa tạ. Tiêu Linh, nhanh đến Song Tử Các một chuyến, truyền tin của Hồ gia tỷ muội đến. Vâng dương thánh chủ cũng thật nhọc lòng suy nghĩ cho hai người lời này của tiền bối là có ý gì dương thánh chủ bảo hai người các ngươi đến cửu thiên thánh địa với hắn trước ta sẽ truyền tin đến song tử các vậy ngô pháp ngô thiên nếu muốn tìm các ngươi thì cứ đến cửu thiên thánh địa có mối quan hệ này với dương thánh chủ sau này ngô pháp ngô thiên sẽ không bạc đãi các ngươi ngược lại bọn họ sẽ xem ngươi như hy vọng của tông môn cũng lắm chiêu trò thật hắn cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi bên ngoài thánh địa cửu phong thánh chủ đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng chưa theo lời của la sinh trưởng lão mấy ngày trước chúng ta đã dọn dẹp lại chiến hồn điện một lần bây giờ có thể vào bất cứ lúc nào tuy nhiên vẫn còn vài chỗ cần tu sửa không sao ừm nơi này đúng là không tồi dương thánh chủ nếu đã đến nơi vậy bọn ta xin cáo tử trần phủ chủ đi đường đã mệt đến thánh địa nghỉ ngơi vài ngày đi cũng để ta tận lễ đón khách. Này, Dương tiền bối đã mời, thì chúng ta cũng không nên từ chối. Cái tên nhóc này, hi hi, vậy đành làm phiền rồi. Dương tiền bối, lúc nào mới có thể nói chân tướng cho phủ chủ đây? Thầy hắn mỗi lần cung kính với ta như vậy, ta có một cảm giác tội lỗi. Thế này đi, đợi sau khi xử lý xong chuyện này. Ta đi tìm một người, đợi ta tìm người đó về, sẽ đến Long Phượng Phủ các ngươi nói rõ ràng thật sao ừ sư huynh huynh sen kìa oa wow, tuyệt quá đến lúc đưa tô nhan về rồi cảnh chuyển tới chiến hồn điện dương thánh chủ lâu rồi không gặp vu tông chủ sao ngươi cũng tới giúp đỡ không có gì làm nên dẫn đệ tử đến giúp một tay đám người dương ra và lăng tiêu các có chút lạ lẫm men để ý quan sát mọi người có chút lo lắng vu kiếp cũng không biết nói gì hơn nhớ giận bọn họ đấy. Nhất là phá huyền phủ bên đó tiến vào thông đạo của tinh không chi môn, nghiêm cấm bất kỳ người nào vào trong. Ở đó dù là nhập thánh cảnh đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Bên này không giống với đại hán bên kia, các ngươi cũng không thể tùy tiện hành động như trước kia, lúc này mọi người cần phải xem nhau như người một nhà. 19 ngày sau, mọi thứ cũng bắt đầu theo kế hoạch. Sư công, khai nhi, mấy ngày nay có mệt không? Không mệt. Chuyện lần này, Ngươi xử lý rất ổn thỏa. Ta nghĩ, mỗi một người đến nơi này đều sẽ rất biết ơn ngươi. Có thể đưa tất cả những người thân cận đến đây, cũng là nguyện vọng ban đầu lúc ta mới tới đây. Đây cũng là điều ta nên làm. Hiện tại điều con lo lắng nhất, chính là sợ bọn họ sau này xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn nhất định sẽ có, dù sao người tới đây phân thuộc quá nhiều thế lực. Tuy nhiên con cũng không cần quan tâm. Cho dù có mâu thuẫn bọn họ cũng biết nên hóa giải như thế nào chỉ cần bọn họ có tâm hoa làm một tập thể đợi qua một vài thế hệ nữa bọn họ thực sự có thể trở thành người một nhà tất cả cũng chỉ là vấn đề thời gian chỉ hy vọng như vậy khai nhi ngồi xuống trò chuyện đi sư công uống trà ừ khai nhi trên đường tới đây con có nhắc tới thiên tiêu tông nơi đó thực sự có tổ sư khai phái của lăng tiêu các ta sao sự thật đó hả hồi đệ tử mới tới đây cũng được tổ sư và các vị sư thúc nhiều lần chiếu cố tổ sư vẫn còn sống công lực của người chắc đã đạt tới cảnh giới công sâm tạo hóa rồi chứ tu vi cao nhất ta muốn đi bái kiến một phen con đưa người đi không cần con còn nhiều việc tìm một người biết đường đưa ta đi là được nếu tìm một người đưa sư công qua đó đi đi về về tối thiểu cũng mất bốn tháng nhưng nếu đệ tử đưa người đi chỉ chưa tới vài ngày. Con có cách gì mà có thể nhanh như vậy? Sư công đợi rồi sẽ biết. Đưa theo cả Tô Mộc đi nữa. Nói sao thì hắn hiện cũng là trưởng môn Lăng Tiêu Các, cũng nên cùng ta đi gặp tổ sư. Cảnh chuyển tới Thiên Tiêu Tông. Nơi này chính là Ta nói không biết là kẻ nào không có mắt xông vào khởi tú phong. Tiểu sư điệt quay lại rồi cũng không nói trước. Lần nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy, vừa mới tới thôi dám tùy tiện ra vào khởi tú phong của ta cũng chỉ có một mình ngươi bọn lực hoàn mà dám như vậy ta đã sớm đánh cho bọn họ dụng răng rồi lôi tên ta ra làm gì hai vị này là bên phải là sư công lăng thái hư mà sư điệt đã từng kể còn vị này là sư đệ tô mộc hiện giờ tô mộc chính là trưởng môn lăng tiêu các lăng tiêu các chính là tông môn tổ sư đã khai lập ở thế giới kia lăng tiêu các lăng thái hư bái kiến các vị sư huynh tô mộc bái kiến các vị sư thúc chuyến này sư đệ và sư điệt coi như đã nhận tổ quy tông rồi tổ sư biết được chắc sẽ vui lắm vậy những người khác ở lăng tiêu các đâu sư điệt đã sắp xếp họ ở xung quanh cửu thiên thánh địa đường xá xa, xa xôi bọn họ lại mới tới thông huyền đại lục nên không đưa bọn họ tới không sao sau này nếu có cơ hội cứ đưa bọn họ tới là được nào, theo ta đi gặp tổ sư, vừa lúc bọn ta cũng có việc phải đi một chuyến. Lát sau ba người đã tới bái kiến Sở Lăng Tiêu. Đứng dậy đi. Năm đó lập nên Lăng Tiêu Các cũng là ý tưởng nhất thời nảy sinh. Ở bên đó canh chừng thân thể ma tướng nhiều năm, nên tìm vài truyền nhân dạy dỗ một phen. Không ngờ sau khi ta rời đi, bọn họ có thể làm Lăng Tiêu Các phát triển đến như vậy. Nếu sớm biết như vậy, đã để lại thêm một chút công pháp bí điển ở đó rồi là ta có hơi vô trách nhiệm bao năm qua vất vả cho các ngươi rồi tổ sư nặng lời rồi ạ à. cũng nhờ tổ sư các đệ tử mới có thể có được thành tựu ngày hôm nay đệ tử có thể gặp mặt tổ sư lúc còn sống đã là nhờ phúc các liệt tổ liệt tông lăng tiêu các phù hộ họ ở dưới suối vàng nếu biết được cũng có thể ngậm cười nơi chín suối tốt tốt ha 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 thì ra là vậy bọn họ nói chuyện thật vui vẻ chúng ta ra ngoài trước đi không quấy rầy bọn họ nữa. Ừ, đệ tử cáo lui trước. Tiểu sư điệt, nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi phát triển không tệ phải không? Đại khái thôi. Ta còn nghe nói thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa tuân theo mọi mệnh lệnh của thánh chủ. Tiểu sư điệt ngươi tìm được mấy thánh nữ vậy? Tiểu tử tuy tuổi trẻ thân thể cường tráng, nhưng mọi sự đều phải tiết chế, đừng hại thân thể. Hình như các vị sư thúc mới từ bên ngoài trở về. Ừ, tối tuyết sơn điều tra tình hình. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu sư điệt cũng không phải người ngoài, nói ra cũng không sao đâu nhỉ. Ừ, đúng lúc cũng nhắc nhở tiểu sư điệt. Cửu Thiên Thánh Địa cũng nên chú ý một chút. Đi theo chúng ta. Khoảng thời gian trước chuyện tiểu huyền giới khắp thiên hạ đều tự mở ra, tiểu sư điệt chắc biết rồi chứ? Vâng, biết ạ. À. Bọn ta không biết giữa hai chuyện này có quan hệ gì không? Nhưng sau khi toàn bộ lối vào tiểu huyền giới mở ra thì phía tuyết sơn đột nhiên xảy ra vài chuyện. Là chuyện gì? Một cao thủ tu vi đỉnh cao, rất quỷ dị đã xuất hiện. Cao thủ? Cao thủ nhập thánh tam tầng cảnh. Nhập thánh tam tầng ư? Là người tộc nào? Chính vì không thể xác định là tộc nào nên mới gây ra nghi hoặc. Đợi đến đó rồi ngươi nhìn sẽ biết thôi. Cảnh chuyển tới một hang động nào đó thương viêm dẫn mọi người tiến vào bên trong. Nơi này có một đại trận, có hiệu quả trói buộc, là nơi thiên tiêu tông dùng để giam giữ địch nhân lợi hại. Nhưng nơi này bình thường đều để không, tới mấy tháng trước mới mở ra. Cao thủ đó bị giam giữ bên trong. Ừ, bọn ta cũng không biết nên giải thích thế nào, vẫn là ngươi tự mình nhìn thì hơn. Chính là hắn. Nếu cửu thiên thánh địa các ngươi gặp phải sinh vật giống vậy, thì nhất định phải cẩn thận. Cốt tộc, Tiểu sư điệt ngươi biết thứ chủng tộc này? Trước kia con đã từng gặp. Gặp được ở đâu? Rất lâu trước đây, khi con đi tìm một vị sư tỷ ở sông lớn phía bắc, một nơi bị sông băng bao quanh. Khi đó, nên kể lại chuyện đã xảy ra với bộ xương bị đóng băng. Ngươi nói là, hắn đã sống mấy nghìn năm rồi. Có lẽ vậy. Tổ sư cũng đã nói, người này nhìn như không có sức sống, nhưng thực ra vẫn còn sống chẳng qua hắn chỉ mới tỉnh lại không lâu sau giấc ngủ say công lực còn chưa phục hồi cho nên tổ sư mới có thể dễ dàng bắt được đưa về tông môn tên cốt tộc này là tổ sư bắt sao ừ ngày đó tổ sư đột nhiên cảm nhận được trong tuyết sơn có một khí tức bất thường không yên tâm nên đi điều tra trước chẳng mấy ngày sau đã đưa người này về bọn ta đều tưởng hắn đã chết rồi may có tổ sư dự liệu trước trói hắn ở đây các ngươi xem mấy ngày trước lúc chúng ta tới đây, kinh mạch của hắn có phải vẫn còn khô quát không? Nhưng hiện tại hình như đã căng đầy hơn chút, hơn nữa, khí tức sinh mệnh trong cơ thể cũng trở nên dồi dào hơn trước. Hắn đang hồi phục. Sao trước đây chưa từng nghe nói có chủng tộc này vậy? Thiên hạ rộng lớn, đủ chuyện kỳ lạ, chuyện chúng ta không biết còn nhiều lắm. Lực hoàn, đi thông báo cho tổ sư, hỏi xem bây giờ nên làm thế nào. Được.